Đây mấy bạn ơi, đây là cái món bánh cuốn điểm sống của mình đây. Giờ mình sẽ chan nước lên nha, sốt lên. Rồi mời các bạn cùng vào bếp làm món bánh cuốn điểm sống với mình nha. Giờ mình sẽ pha bột. Các bạn nhìn trên màn hình sẽ thấy mình để cái lượng bột đó các bạn. Mình pha trước và chờ một tiếng. Bây giờ mình sẽ pha nước nước sốt để ăn cái bánh cuốn nha mấy bạn. Mình cho ra đây 1 muỗng rưỡi đường và 3 muỗng nước sôi. Mình cho xì dầu vô, 2 muỗng xì dầu, 1 muỗng hắc xì dầu nha mấy bạn. Cái loại hắc xì dầu này là loại không ngọt cho nên mình có bỏ đường, còn nếu bạn nào mua loại mà hắc xì dầu ngọt thì khỏi. Và 1 muỗng dầu hào, mình cho chút xíu giấm, chút xíu 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 thôi, mình ăn mình thấy nó thanh lắm mấy bạn. Đây là cái, đây mấy bạn thấy không, giấm gạo. Theo cái khẩu vị thì mình thấy là cho một chút giấm gạo ăn ngon, hoặc là cho một chút chanh, nó thanh cái nước nước sốt lắm. Đây, 1 muỗng dầu mè nữa mấy bạn. Cái này có miếng dầu mè ăn ngon. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu với sơ chế tôm nha mấy bạn. Nhà mình hết tôm rồi, còn bao nhiêu mình lấy ra hết đây. Hai vợ chồng mình sẽ ăn trưa với món bánh cuốn điểm sắm. Rồi trước tiên mình cho dầu vô. Rồi các bạn cho tỏi vô nha. Cái tỏi này mà nó hơi vàng là mình tắt bếp nha mấy bạn. Đó, mấy bạn thấy bắt đầu hơi ngã vàng là tắt bếp liền. Mấy bạn thấy chưa, nó màu vàng lắm. Mình phải tắt bếp liền và rút ra chén liền nha. Không thôi cái chảo nó còn nóng là nó đã cháy á. Nó cháy cái tỏi. Đó, mấy bạn thấy cái tỏi vàng đẹp ghê không? Cái tỏi này mình có thể sử dụng á, để rải lên cái mặt bánh cuốn. Tí xíu nữa mình rải lên trên mặt bánh cuốn. Hoặc là mình sẽ vớt cái tỏi này mình bỏ vô trong cái sốt để mình ăn. Rất là ngon. Còn cái dầu này á, là mình vừa dùng để chế biến tôm và để dùng để chế biến bánh cuốn. Giờ mình sẽ lấy ra một chút nè. Mình bỏ vô lại ha. Rồi các bạn, cái tôm này mình lột vỏ ra xong á, này mình mua tôm đông đá, mình xả đá ra đây. Thấy nó đỏ vậy chứ mà tôm tươi, chứ không có bị ương đâu. Thì mình chỉ không ướp gì hết, mình chỉ bỏ một chút tiêu. Mình sẽ đậy lại một chút nha, để cho tôm nó chín. Rồi xong, bây giờ mình trở nè, mình trở tôm lại. Đây mấy bạn, như vậy là chín rồi ha. Mình sẽ tắt bếp đi. Để cho cái tôm này thêm ngon á, thì mình sẽ cho vô một chút dầu mè. Thường là mình sẽ không cho dầu mè vô lúc nấu mấy bạn ơi. Mình cho dầu mè vô lúc sau thôi. Sau khi mình nấu xong á, mình mới cho, thì mình thấy nó thơm hơn. Mình cho vô trước á, mình nấu xong mình không ăn, mình ăn không nghe mùi dầu mè nữa. Thường á, ở nhà hàng á, thì mình thấy cái size tôm á, người ta làm cỡ như vậy á, là một cái bánh cuốn như vậy người ta sẽ làm 3 con tôm. Thành ra ở đây là mình sẽ làm khoảng vài cuốn nè, vài cái bánh. Cái bột này là hồi nãy giờ mình ngâm cũng cả tiếng rồi nè mấy bạn. Bạn múc cái nước nó còn ở trên nè. Nó, cái bột nó lắng xuống á, mình múc cái nước ở trên ra. Mình cứ múc xong rồi mình múc ra bao nhiêu thì mình sẽ đổ lại bấy nhiêu. Nãy mình múc ra gần một cái này, giờ mình đổ vô cũng gần một cái. Giờ mình sẽ cho muối vô.
cho muối để cho cái bột nó ăn nó đậm đà một chút, và cho một tí dầu vô. À, đây là cái cách mình tráng bánh cuốn nè mấy bạn. Thường mình dùng cái chảo như vài ngang thì mình sẽ có hai cái nắp. Hai cái nắp đó mình canh là nó vừa đủ, vừa bằng cái chảo. Mình có hai cái. Mình tìm hai cái nắp. Nếu như các bạn không có hai cái nắp thì mình làm một cái dĩa mình xài cũng được. Cái này kiểu của mình thôi. Nếu các bạn có hai cái nắp thì làm kiểu này tiện lắm nè mấy bạn. Mình trét dầu vô một cái nắp ha. Cái nắp này mình sẽ làm cái mâm để cuốn bánh. Rồi mình sẽ trét chút dầu vô. Cái chảo là mình sẽ không bật lửa rất là lớn, mà mình bật sẽ lửa sẽ hơn trung bình một chút. Khúc đầu thì cái bánh á, bao giờ cái bánh đầu tiên á, nó cũng sẽ hơi bị rỗ một chút, là do lúc khúc đầu mình bật cái lửa hơi lớn để cho cái chảo nó nóng. Thường cái bánh này á, của người Hoa thì người ta hấp cũng giống như là cái bánh cuốn của Việt Nam mình á. Bánh cuốn của Việt Nam mình á mấy bạn, là mình cũng hấp bằng cái nồi tráng bánh cuốn. Nhưng mà qua bên đây nè, nhiều khi á, mình muốn ăn nhanh thì mình làm chảo nha. Mình nói cái cách này để cho mấy bạn nào thích ăn á, là không ngại vô bếp mình làm chảo nha mấy bạn ha. Bây giờ bếp mình là 9 số, mình đang để số 7. Và cái đầu tiên bao giờ nó cũng sẽ bị rỗ một chút nha. Các bạn coi mình tráng nè. Bánh cuốn của người Hoa nó hơi dày hơn bánh cuốn của mình một chút. Đó, cái này là cũng chưa nóng lắm nè. Đây mấy bạn, cái bánh nó chín rồi thì mình sẽ lấy như vậy nè. Mình sẽ lấy cái nắp mà có dầu á, mình úp lại rồi mình đổ ra. Đó các bạn coi nè. Mình sẽ đổ ra như vậy á, rồi mình cuốn nha. Thôi kệ, em làm duyên em làm nghiêng cũng được, không sao. Mình làm ba cái ha, ba tô. Đây mấy bạn ơi, đây là cái bánh cuốn, mình sẽ xếp ra dĩa ha. Cái bánh này hồi đầu á, cái đầu mình làm á, cái đầu tiên bao giờ nó cũng không đẹp. Đó, thì mình để đây. Bắt đầu cái thứ hai trở đi thì nó sẽ đẹp. Giờ mình đổ tiếp nha mấy bạn. Cái bánh cuốn của người Việt mình á, hay làm mỏng hơn một chút, còn cái bánh cuốn của người Hoa thì hơi dày hơn của mình một chút nha. Thành ra là cái này mình đổ hơi dày nè mấy bạn. Lại. Làm cái bánh mà tráng chảo như vậy á, quan trọng nhất là lửa đừng để lớn quá nha các bạn. Khoảng trung bình hoặc trên trung bình một chút thôi. Nếu mà các bạn đổ bột vô á, mà nó nghe một tiếng xèo nhẹ thiệt nhẹ á, là vừa. Nếu mà nghe tiếng xèo lớn quá đó là lửa bị lớn. Còn không nghe tiếng xèo á, là lửa bị nhỏ. Đây, bánh cuốn mình làm xong ha.
đây mấy bạn. Giờ mình trước khi mình lấy bánh á, thì mình trét miếng dầu đây. Cái dầu này là cái dầu tỏi á, hồi nãy mình phi tỏi đó. Mình để lại thì làm bánh rất là ngon mấy bạn. Thường á, là bánh cuốn mà của người Việt Nam mình á, là phi hành. Còn cái bánh cuốn điểm sống á, thì nên dùng tỏi. Nhiều khi nó có một cái màng đó mấy bạn. Cái này mình cũng chưa biết là tại sao nó có cái màng như vậy. Có bạn nào có kinh nghiệm chỉ giùm mình nha. Có khi nó có cái màng như vậy nè, cái màng khô khô ở dưới chảo nè. Rồi, cái này ra nó không được đẹp. Mà không sao, mình cứ để yên dài cho nó nguội đã. Bây giờ mình đổ tiếp cái sau nha. Bếp mình chín số thì mình để chữ khoảng số 6 hoặc số 7. Đó, mấy bạn nghe cái tiếng xèo nhẹ thiệt nhẹ không? Là nó vừa đó. Xèo mạnh quá đó, nếu để số 8, số 9 xèo mạnh quá là lửa bị lớn là bánh nó sẽ bị rỗ. Cũng tương tự như vậy, mình sẽ bỏ 3 con tôm vô. Ở tiệm tàu người ta cuốn sẽ bự hơn cái của mình một chút, thì người ta sẽ làm như vậy nè, rời ra ha. Cuốn hai đầu vô một chút. Họ cuốn bằng hình vuông ngang. Gấp cái đầu này vô. Cái đầu này á, mình canh làm sao á, mình gấp một chút vô để cho nó đừng có tròn nè. Rồi mình cũng canh như vậy. Thì lật lại cái mặt này á, là cái mặt mà sẽ dọn lên trên cái dĩa đây. Đây các bạn xem. Cái này nó hơi xấu, mình sẽ lấy ra để mình có cái dĩa mình đựng cho nó đẹp ha. Đây mấy bạn, thấy không, tiện không? Xài cái nắp này rất là tiện. Rồi, tiếp tục mình thoa chút xíu dầu. Cái cây này nè, mình chấm một lần dầu thôi, mình thoa mấy lần. Cái chảo đừng có nhiều dầu quá. Bây giờ mình liệu cơm gấp mắm mấy bạn ơi. Còn có 4 con tôm thì mình sẽ chia thành 2 cuốn. Nhà mình á, đi chợ mà mua tôm lớn này rất là xa, chạy 40 cây số mới mua được. Thành ra sáng nay còn nhiều mình làm bấy nhiêu ha. Bây giờ mình làm 2 con. Cũng tương tự như vậy, giờ mình cuốn lại vậy ha. Đây mấy bạn. Bánh cuốn này nó có thể cái chỗ này nó không được sáng lắm nè. Đó. Thường là nếu mà bánh cuốn theo kiểu Việt Nam á, mình tráng mỏng á, là mình làm luôn tay à, mình không có đứng chờ đâu. Luôn tay luôn. Nhưng mà cái bánh này thì nó hơi dài hơn chút. Cho nên mình phải chờ cho nó chín kỹ nha. Đó mấy bạn. Tiện ha. Còn chút bột là mình làm bánh ướt ăn nè mấy bạn, hết nhân rồi. Đó, mà mấy bạn coi cái bột nè, cầm lên nó dẻo như vậy nè. Đó, là ngon lắm á mấy bạn. Rồi, mời các bạn ăn bánh cuốn cùng với hai vợ chồng mình ha. Cùng đi.
ông xã mình đi 2 tuần, đi làm xa đó, 2 tuần mới về nhà một lần mấy bạn. Anh thích ăn cái món này cho nên là sáng nay mới vừa về tới nhà đó. Thì sáng dậy cái mình xả tôm ra, mình pha bột bánh cuốn mình để sẵn đó. Thì gần canh canh gần tới giờ ảnh về thì mình tráng bánh cuốn cho nó ngon. Ơi, mời các bạn cùng ăn với hai vợ chồng mình nha. Mình pha thì không bỏ ớt, ông xã mình ăn ớt được, có thể anh có cái hũ sa tế đây, anh bỏ vô thêm anh ăn. Anh có bỏ ớt vô không? Khỏi đi nhà hàng tàu. Anh nói khỏi đi ăn nhà hàng tàu kìa. Mình mà làm được á thì thật ra ăn ở nhà nó ngon hơn, mà thoải mái hơn, mình ăn mặc đồ gì cũng được hết á, thoải mái. Còn mình đi nhà hàng mất công phải thay đồ, thay đạt rồi đi xa nữa. Còn này ăn lúc nào, có lúc nào là ăn lúc đó. Mình ở cái chỗ này á, người Hà Lan không à? Không. Cũng có nhà hàng tàu nhưng mà người ta chỉ làm những món giống như mì xào, cơm chiên, đồ xào vậy thôi, chứ những cái món vậy là không có. Nếu muốn là phải đi lên mấy thành phố lớn á, và phải có những cái nhà hàng tàu mà nó đặc biệt chút á, thì nó mới làm những cái món như vậy. Em có tỏi phi gì ăn không? Mình ăn vậy nhưng mà thật ra lúc mình hồi nãy đang làm bánh cuốn á mấy bạn, thì cái thơ á của cảnh sát á mà hôm bữa mà phạt mình chạy nhanh quá tốc độ đó, thơ phạt vô nãy ông xã mình cũng trả liền luôn. Cái mình mừng quá, mình nói với ông xã mình từ cái hôm mà 14 tháng 2 á, là Valentine á, anh ở xa. Mà hai vợ chồng mình á đã nói chuyện với nhau rồi là không có tặng quà cho nhau nữa. Mình vợ chồng lâu rồi, hiểu nhau quá mà mình cũng không có thích tặng quà nhiều nữa. Cái nên mình hai chồng mình là có hẹn với nhau là không tặng quà nữa. Thì hồi nãy anh về đó, anh lấy thơ vô đó, cái anh ơi, anh vô trong máy tính á, anh trả rẹt rẹt liền. Cái mình nói trời ơi, cái này đúng là quà Valentine nè, không cần mua quà. Không cần mua quà hả chồng ha? Chồng cho cảnh sát. Để cho ba ăn cho Isa làm gì vậy? Chẳng nhớ ba. Còn nè, bánh ướt với bánh cuốn nè, lấy thêm anh đi xài, cái gọi lấy bánh cho nhé. Ăn cái gì Isa nó cũng đi theo, nó xin hết. Có một chị là coi kênh của mình là chị Hoa Lưu á, chị Hoa coi kênh này là thấy Isa ha. Không có Isa là chị Hoa nhất á.